Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Đây là Google Pixel và như video trước mình đã đề cập thì những người dùng Google Pixel luôn luôn có một cái lợi rằng là họ sẽ được cập nhật những phiên bản Android mới, những phiên bản Android beta cực kỳ nhanh chóng. Và trước đó thì mình cũng đã chia sẻ đến các bạn về cái chiếc Google Pixel 3XL khi mà nó được nhận được cái cập nhật về cái phiên bản Android Q, và các bạn có thể xem ở ngay bên trên link đây. Nhưng với cái phiên bản Android Q beta đầu tiên ấy thì nó lại bị thiếu đi một số các cái thứ, ví dụ như là Night Mode, ví dụ như là cái chế độ chụp hình của nó vẫn chưa được hoàn thiện, và cũng như là chúng ta cũng sẽ không có thêm một số những cái mới mẻ ở trong cái phần thao tác thông minh. Thì đây mình đang có chiếc Google Pixel, nó đã được cập nhật lên cái phiên bản Android Q beta 3, và video này thì mình sẽ chia sẻ đến các bạn về những cái thứ mà nó thay đổi rõ ràng nhất trên cái phiên bản beta 3 này nhá. Đầu tiên thì các bạn sẽ thấy, nếu như ở trên phiên bản beta 1 chúng ta không có Night Mode thì trên cái phiên bản này nó đã được mang lên Night Mode để cho các bạn có thể là tập trung hơn cũng như là đỡ mỏi mắt khi mà các bạn sử dụng trong cái điều kiện trời tối ấy, thì nó sẽ hòa nhập cùng với cái không gian của các bạn đang sử dụng, nên là nó sẽ giúp cho cái mắt của bạn là nó dịu hơn, nó không bị đau mắt. Và cái thứ hai đấy là với cái nền đen trên cái mà tấm nền AMOLED này thì nó cũng sẽ giúp cho chiếc máy có phần tiết kiệm pin hơn để cho các bạn không bị quá tốn pin trong quá trình sử dụng. Cái điểm thứ hai mà nó thay đổi trên cái chiếc máy này đó là các bạn sẽ thấy rằng những cái icon đang có trên cái giao diện thì nó không được thay đổi, nó không được tùy biến lại, nhưng mà chúng ta lại có một số các cái thay đổi về thao tác thông minh. Khi mà các bạn sẽ thấy ở đây nhá, với cái phiên bản beta 1 ấy thì nó vẫn sẽ là thao tác giống như trên phiên bản Android 9, khi các bạn vuốt lên một lần là nó sẽ đi vào cái đa nhiệm, và các bạn vuốt lần hai là nó sẽ đi vào cái tab menu chính. Nhưng mà với cái phiên bản beta 3 này thì các bạn sẽ thấy rằng chúng ta vuốt một lần lên thì nó sẽ là đi vào cái menu cho các bạn, và nếu như các bạn vuốt và giữ thì nó sẽ là mở ra tab đa nhiệm để cho bạn có thể sử dụng nó. Mọi người thì nói là nó giống với cái thao tác của iPhone 10, nhưng mà mình thấy thì nó lại giống với thao tác của những cái chiếc máy kiểu Xiaomi, Honor cũng như Bphone hơn. Bởi vì là khi mà các bạn vuốt như thế này thì nó là back, còn với những chiếc iPhone thì làm gì có đâu. Ví dụ nhá, mình ví dụ lại này, vuốt từ bên này back này, vuốt từ bên này cũng là back này. Đó, một trong những cái thao tác mà mình thấy nó đã giúp cho chiếc máy này dễ dàng sử dụng hơn, thay vì việc là có một cái thao tác thông minh nửa vời, kiểu vẫn có một cái thanh ở dưới đây nhưng vẫn sẽ có nút bảng bên cạnh. Thì đây là cái điểm mà mình đánh giá cao chứ phiên bản Android Q beta 3 như thế này. Rõ ràng thì bạn sẽ thấy rằng là họ có thể copy, nhưng dẫu sao nó mang lại cho chúng ta những cái thao tác sử dụng dễ dàng hơn thì đó cũng là một cái điểm ok rồi. Chúng ta không có gì phàn nàn nhiều. Cái thứ ba mà nó thay đổi mạnh trên cái phiên bản này đó là về cái chất lượng chụp ảnh cũng đã được cải thiện, khi mà những cái chế độ Night Mode nó đã được làm tốt hơn, và cũng như là cái thuật toán gia phông nó cũng được làm hoàn thiện hơn để cho chúng ta có một cái chất lượng khi mà chụp hình là tốt nhất. Các bạn có thể xem qua một số bức ảnh mà mình đã chụp được ở đây. Mình sâu, và thực ra thì bức ảnh này không phải mình chụp mà mình nhờ một người bạn của mình nát để chụp lại, thì các bạn có thể xem qua. Và có lẽ là những thứ đó là những thứ thay đổi mạnh nhất trên cái phiên bản Android Q beta 3, và tất nhiên chúng ta sẽ phải chờ thêm những phiên bản beta 4, beta 5 và cũng như là cái phiên bản chính thức để xem rằng là cái phiên bản Android Q này nó có thay đổi mạnh mẽ hơn so với cái phiên bản Android 9 hay không. Còn nếu mà như thế này thì nó vẫn sẽ không phải là những cái thay đổi quá nhiều so với cái phiên bản trước đây. Nhưng mà cái điều mà mình vẫn mong chờ nhất trên cái phiên bản Android Q này đó là về cái hiệu năng của nó. Mong rằng là nó sẽ giúp cho những chiếc máy đời cũ hay là những chiếc máy chạy thuần Google có một hiệu năng nó vượt trội hơn nữa để mang lại chúng ta những trải nghiệm là mượt mà hơn, là tốt hơn. Và trên đó là những chia sẻ của mình về phiên bản Android Q beta 3. Các bạn thấy sao về phiên bản này? Xin một comment để lại cái ý kiến cá nhân của bạn ở phía bên dưới, và cũng như là đã có bao nhiêu bạn đang sử dụng Google Pixel và những chiếc máy chạy Android One được cập nhật lên rồi, và xin mời các bạn để lại những trải nghiệm của bạn ở phía bên dưới nhé. Các bạn đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.